Sáng nay 20 tháng 4, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là một trong những xã đầu tiên của huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh dự và trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Năm 2022, khi bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa mới chỉ đạt 9 trên 19 tiêu chí số tiêu chí chưa đạt là những tiêu chí khó đòi hỏi nguồn kinh phí lớn mới thực hiện được song với quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo chỉ đạo và sự nỗ lực đoàn kết chung sức chung lòng của toàn thể nhân dân với khẩu hiệu nông thôn mới người dân là chủ thể lấy sức dân để lo cho dân dân biết dân bản dân làm và dân hưởng thụ diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới đời sống người dân ngày càng nâng cao hộ giàu tăng nhanh hộ nghèo giảm mạnh cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp đúng như ý nghĩa, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến tháng 11 năm 2023, xã Thiệu Phúc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 58 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,91%. Trên địa bàn xã có 6 công ty doanh nghiệp tại việc làm thường xuyên ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Trong 2 năm tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Thiệu Phúc huy động được trên 350 tỷ đồng, trong đó nguồn lực từ nhân dân chiếm hơn 86%. Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Thiệu Phúc đó là có tới 167 hộ hiến đất với diện tích gần 4.200 m2. Đến nay, xã Thiệu Phúc huyện Thiệu Hóa đã có 3 trên 5 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Thiệu Phúc huyện Thiệu Hóa đặt mục tiêu phân đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2005. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phần thưởng 800 triệu đồng cho xã Thiệu Phúc. Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa trao thưởng 500 triệu đồng cho xã về đích nông thôn mới nâng cao.